Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh là TK Bonsai. Và hôm nay kênh cũng có đến chỗ anh Lưng ở vườn Ung Môn và có review một số cây bông giấy, số cây bông trang thành phẩm để chơi Tết nha bà con. Rồi, em chào anh Lưng Lưng Dạ em ơi. chào anh ha. Dạ em chào tất cả bà con của kênh là TK. Thì hôm nay em có về lô cây cảnh để giao lưu cùng bà con trong dịp Tết nha. Là bữa nay chung là cây cảnh mình nó cũng là đa dạng, nhiều màu nha bà con, nhiều loại cây ha. Nhưng mà cây tương đối là thành phẩm hết ha. Như là giấy 5 màu, trang 5 màu. Đó, và Mỹ đỏ nha bà con, như là bonsai. Nói chung là cũng tương đối là đủ cây hết nha bà con ha. Bắt đầu mình review cây số 1 cho bà con nha. Bắt đầu cây số 1 là cây giấy 5 màu. Lô này về là cây lớn rất là đẹp nha bà con. À, cây rất là đẹp. Một cốt ha, thoát thân cao, tàn dù. Em xin giới thiệu nha, em là tên Luân ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại em là 0907214139 nha bà con, đó cũng là số Zalo luôn ha. Cây số 1 của em á là cái giấy 5 màu. Một cốt nha. Nó có cái loại này nhưng mà cái này thì không ảnh hưởng gì cho nha bà con ha. Cái củ nó rất là đẹp. Đó, củ rất lớn nha, nhưng mà mình này không có mô lên nha, cây này cũng gốc Mỹ luôn ha. Cây này chiều cao của nó 1m3, ngang 1m, gốc 28, cây này có giá 1 triệu 8 nha bà con. 1 triệu 8 là bao gồm phí ship, em đã nguyên chậu gì luôn cho bà con ha. Đó, để nguyên chậu luôn nha. Rồi xuống cây ha. Bữa nay là trang 5 màu nha bà con, trang trắng rồi tàu lá chung, tất cả bữa nay đủ hết trong cái clip này luôn nha bà con. Trang đỏ tàn thông rồi hồng phấn rồi luôn ha. Nói chung là tương đối đủ cây hết. Rồi cây số 2 của mình nha bà con. Nói chung là cái này là đế nó không không đẹp lắm nhưng mà được cái là nó thoát thân cao, một cốt. Cây này rất là xum xê nha bà con, mùa nụ đang búp thôi nha. Cây này cây số 2 là chiều cao là 1m3, ngang 95, gốc cây này 19 nha. Cây này có giá 1 triệu 6 nha. Là bao gồm phí ship. Cái này á, là tàn là không phải tàn thả, tàn đặt nha bà con, mình cắt tàn cho nó cool là đặt hết nha bà con ha. Là nó vừa ra là nó ra bông, cây này rất là đặt tàn nha. 1 triệu 6 bao gồm phí ship luôn ha bà con. Này cũng là gốc Mỹ luôn nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 3 nha. À, cây số 3. Cây này gốc rất là già nha. Cây này là gốc màu. À, gốc này rất là lực nha bà con. Rồi cây số 3 này chiều cao 1m3, ngang 1m luôn. Gốc cây này 18, cây này có giá 1 triệu 8 nha. Bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số 3 1 triệu 8 bao gồm phí ship luôn nha bà con. À, giấy thì vẫn để nguyên chậu ha, giống như mọi khi ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 4 nha. Cây số 4 cũng là cây giấy luôn nha bà con. 5 màu cây này rất là đẹp ha bà con. Tàn rất là dày. Cây số 4 là cao 1m3 luôn, ngang 1m2, gốc 22. Cây này là 1 triệu 9 nha bà con, bao gồm phí ship luôn ha. Một triệu chín bao gồm phí ship luôn nha. Rồi số cây luôn ha. Để đây nó tiên. Rồi tới giấy chùm nha bà con. À, cái này là giấy Mỹ mà giấy chùm nha. Cây số 5. Cây số 5 là cao 90, ngang 65 ha, gốc cây này 13, gốc Mỹ. Cái này có đế, cái này giá là 900 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Đây, nó chùm gì nha bà con ha, chứ không phải là nó bông gời nha bà con. Đây, chùm, nó chùm hết nha. Mấy này cũng màu mới nữa nha bà con. Rồi, giấy giống mới, giấy bông chùm nha bà con ha. Cây số 5, 900 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tới cây số 6 nha. À, bữa nay nó cũng nhiều loại cây, nhiều giá tiền nha bà con, kích nhiều cây lớn nhỏ để cho bà con lựa cho nó dễ nha. Cây số 6 của mình ha là cũng một cặp với cây số 5 hồi nãy nha bà con, cũng là giấy chùm luôn ha. Cây này là cao 90, ngang 75, gốc cây là 12. À, cái này là cũng là bông chùm luôn nha. Rồi cái này cũng giá là 900 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đó, hàng chậu hàng thùng cũng có nha bà con. Cái này nữa mình quên để vô cái chậu cho nó vững ha.
Rồi cây số 7 nha. Cây số 7 này là chiều cao của nó là 1m2, ngang 95, gốc cây này là 17 nha. Cây này có giá là 1,2 triệu. Chiều 2 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi cây số 7 của mình có giá là 1,2 triệu ha, cũng là giấy Mỹ, ghép Thái luôn nha. Cây rất là gỗ, đang gỗ rất là đẹp ha. Rồi. Rồi tới cây số 8 nha bà con. Cây số 8 này là một cặp với cây số 7 nha bà con, hai cây thế giống nhau ha. Cái thế nó giống nhau luôn nha bà con. Tàn cũng tương đối giống nhau, ai lấy cặp chơi thì cái này là nó hợp lệ luôn nha. Cái này cũng chiều cao cũng là 1m2 luôn nha. Đó, chiều cao cũng 1m2, ngang 95, gốc cây này 18, cây này cũng giá là 1,2 triệu luôn ha. Cây này thì đế đẹp hơn, nhưng mà cái thế nó cũng giống giống nhau nha bà con. Thế cây giống nhau ha. Màu đang gỗ luôn nha. Rồi em đọc lại số điện thoại nha, 0907214139 nha bà con. Bộ đế này rất là đẹp ha. Hai cây giống nhau nha bà con, một cặp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 9 nha. À, cây số 9 này thì nó không có đi cặp, cái này được cây gời. Đây. Cây này là cây một cao 1m05, ngang 1m ha, gốc cây này 20, cây này có giá 1 triệu nha bà con. Đang gỗ màu ha. Giá 1 triệu bao gồm phí ship luôn nha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 10 nha bà con. Cây số 10, chiều cao của nó 1m3, ngang 1m, gốc cây này 15 nha. Cây này có giá 1,1 triệu. Cây này là tàn nó rất là lớn nha bà con. Tại vì mình cắt tược ha, cắt tàn nó nghe bà con cho nó sát vô. Rồi đằng sau nó ra bông gì nó mới đẹp nha. Chứ tàn của nó là tàn thả tự do, nó rất là lớn tàn nha bà con. Màu vẫn đủ 5 màu hết nha. Tàn búp tàn, đang búp bông hết ha. Đây, những dấu cắt là mình cắt cho nó sát vô thôi. Chứ nếu mà tàn thả để tự do là cây này rất là lớn nha. Đó, mình cắt gì sau khi nó ra lại nó sẽ đẹp. Cây này có giá là 1,1 triệu bao gồm phí ship ha. Gốc Mỹ, gốc này cũng quái nha, gốc đẹp nha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Trong cây cảnh bây giờ thì tàn lớn tàn nhỏ thì nó cũng không quan trọng lắm nha bà con. Quan trọng là gốc, đế, cành, nhánh, tai chi nó lớn. Tai chi lớn thì cái tược này nó ra rất là mau, không mấy hồi đâu là cây nó sẽ đủ tàn lại nha bà con ha. Nhưng nếu mà không cắt gì thì sau này nó ra nó tàn không đặc lắm. Cái số 11 nha bà con. Cái 11 là có giá là 650, cái này 6 màu này nha. Cái này cao 1m2, ngang là 45, gốc cái này là 9 nha. Ha, cái này có giá là 650.000, cái này là 6 màu luôn nha bà con nha. Đây. Tức là 6 màu nó chỉ khác có hai màu này thôi. Đây nó khác giữa hai màu này, đây là màu trắng tinh nha, đây là trắng phớt hồng. Đó, nó khác cái này. Nó thêm được cái màu trắng tinh này nha bà con, là 6 màu ha. Màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu trắng phớt hồng và trắng tinh. Rồi, xuống cây ha. Rồi tới cẩm thạch nha bà con, tới cặp cẩm thạch nha. Cẩm thạch này thì nói chung là nó chưa có gỗ, chưa có nở bông nhiều lắm, nhưng mà bông bắt đầu đang ra rất là nhiều. Cây này chiều cao của nó là 1m nha, ngang là 55, gốc cây này 13, cây này có giá là 800.000, bao gồm phí ship luôn ha. Đó, mặt bông này nó như vậy nha bà con, khi mở nở lên thì nó rất là đẹp. Đây, mở lên nó sẽ đẹp hơn như thế này nữa. 800.000 bao gồm phí ship, cái này là chậu đá nha, em sẽ sang qua chậu mũ nha bà con ha, không có gửi chậu đá được ha. Rồi xuống cây ha. Rồi em đọc lại số thổ của em nha, 0907214139 nha bà con. Đó là số Zalo luôn ha. Bữa nay mình Zalo là cây nó tương đối nhiều nha bà con. Hết cái cặp bonsai giấy cẩm thạch này là tới cặp bonsai đỏ nha bà con. Bữa nay mình có về Vạn Phúc nữa nha. Và trang 5 màu nữa nha bà con. Nó đủ hết ha. Đỏ nhung và Mỹ đỏ lá lớn, nó có đủ hết trong clip này nha. Cây số 13, cây này cao 85, ngang 50 ha. Gốc cây này 10, này có giá là 700.000. 700.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cặp bonsai đỏ nha bà con. À, cặp này là giống nhau, em có một cặp giống nhau giống vậy luôn nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 65, ngang 80, gốc cây này là 9 nha. Này giá là 750.000. Đây, cốt nữa nha bà con ha.
Rồi 750.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con ha. Rồi mình xuống cây ha. Hai cây này giống nhau nha bà con. Em sắp cặp gì nè để bà con mình dễ quan sát, dễ chọn lựa nha. Cây này chiều cao cũng 65 luôn ha. Đổ của nó là 95 nha bà con, gốc cũng chín. Cái này cũng giá 750.000 luôn ha. Đây cái đang đổ này ha là 90 là nha. Đây cốt nó gì ha, một cốt hàng thường chậu hết nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 16 nha bà con ha. Cây 16, cái này là cam Pháp nha bà con. Cam Pháp, cây này là bông rất là gộ, bông tự nhiên nha bà con. Đây, cây này chiều cao của nó là 85, ngang 90, gốc này là 8, cây này có giá là 1 triệu mốt nha. Một triệu mốt là bao gồm phí ship luôn nha. Đó, cái này là bó bầu nha bà con, chứ không đi nguyên chậu nha. Nếu mà đi xe thì em sẽ để nguyên chậu ha. Còn nếu mà gửi dịch vụ thì không để nguyên chậu được ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cái trang là 8-9 màu luôn nha bà con. Trang này 5 màu cũng có, mà trang này tới 9 màu luôn nha bà con, 9 màu. 9 màu có khi nó 10 màu nữa ha. Đây bắt đầu em sẽ giới thiệu từng màu cho bà con nghe xem nha. Ở đây là cam Đài Loan nha. Nhánh này là cam Đài Loan ha. Rồi trên đây là vàng hường ha. Đây vàng hường nó có bông luôn rồi nè. Đây. Đây là vàng hường. Mỹ cam là 2. Cam Đài Loan, rồi Mỹ Hồng là 3. À, chân trắng này là 4 ha. Mỹ cam là 5 ha. À, tím sen này là 6 ha. Đây. Nói chung là nó rất là nhiều màu nha bà con. Đây, đây là đỏ nhung. Đỏ nhung lá bóng trên này. Đây là đỏ, đây là hồng hường. Nha bà con, đây một bông là hồng hường ha, đây là đỏ nhung lá bóng nha. Đó. Nói chung là còn cái vàng nữa, vàng chân son nữa nha bà con, nhưng mà vàng chân son nó chưa lên. Cây bên kia lát mình có nha. Rồi cây này chiều cao là 1m4, ngang là 95, gốc cây này 9, cây này có giá là 2 triệu nha bà con. 2 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Cái này nếu có thể em sẽ để nguyên chậu luôn nha, cho cây mình khỏi mất sức ha bà con. Cây này nó tới 8-9 màu luôn ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Đây cây 18 này là nó có vàng chân son, bắt đầu nó ra bông nha bà con. Bắt đầu em sẽ cho bà con xem những cái cây mà nó thiếu màu giống như bên kia đây. Vàng son nha bà con ha, màu bông rất là đẹp nha. Quay vòng trước đi. Rồi cây này chiều cao cũng 1m4 luôn nha, ngang 1m1, gốc cái này cũng chín luôn, cái này cũng giá 2 triệu luôn ha. Rồi. Cái vàng cái son như ta. Đây. Này khi nó nở lên mình mới thấy cái chân nó rất là dễ. Này. Chân son nha bà con ha. Đó. Này, cam Đài Loan, tím sen Vĩnh Châu, Mỹ Hồng. Đó, vàng hường. Đỏ nhung. Hồng hường. Và vàng chân son nha bà con. Rồi cây này cũng gồm 2 triệu nha, đồng giá với cặp cây nãy ha. Bao gồm phí ship luôn nha. Rồi mình xuống cây ha. Nơi đâu có cây nãy? Nhảy số rồi hả? Cây này 600. Rồi cây 19 nha bà con. Cây này nó nhầm nha, nhầm của cây kia nha, thôi em quay luôn nha. Rồi cây 19 là cây cao một cây đỏ nhung. Cao 1m3. Ngang 1m2 ha, gốc cây này là 9 nha. Cây này có giá là 600.000. 600 nha bà con ha. Đó, cái này là ghi là 650 nhưng mà này là máy 600 nha bà con. Cái đỏ nhung cái này tan rất là đẹp ha. Cái này là đang búp nâu nụ nha bà con nha. $600.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tàu, trang tàu nha bà con. Tàu lai, tàu lai ha, này là cam nha bà con. À, cây này là bông nó cũng vừa gớt bông, nhưng mà cái này là dạng siêu bông nha bà con, rất là dễ bông ha. Cây này là dạng siêu bông nha, tàu lá chung siêu bông. Cây 20
chiều cao là 75, ngang 70, gốc này chính, cái này có giá là 750.000 nha bà con. Một cốt nghe có thoát thân nha bà con ha, có củ đế. Đó, này là màu cam nha bà con. Màu cam rất là đẹp ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tới chanh trắng nha. Chanh trắng lớp này được 3 cây nha bà con, một cây lớn và hai cây nhỏ nha. Cây này là lớn hơn hai cây kia. Đó, chanh trắng. Cây này đó, chiều cao của nó cây 21, chiều cao là 1m nha, ngang 95, gốc cây này là 14 nha, cây này có giá là 850.000. 850.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Trắng lá chung ha. Rồi 850.000 là bao gồm phí ship luôn đó ha. Cũng là một cốt nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cái cây hai màu nha bà con. À, cây hồng hường nha. Với lại vàng. Cây này tàn thì khỏi chê nha bà con nha. Cái này nói chung là em cũng mới vô chậu nha, cho nên là cây nó cũng còn nó hơi héo bông thôi, chứ lá thì hết héo rồi nha bà con ha. Lá vẫn xanh tốt bình thường nha bà con. Nhưng mà cái bông nó hơi còn hơi héo. Nhưng mà cây này là em để tỉnh lên cho sẽ giao nha. Đây cái này là màu vàng nha, này hai màu nha. Đây. Vàng lá chung. Rồi cây này á, là màu này là hồng hường nha. Tàn rất là tròn, cây này rất là tàn tròn nha bà con. Cây 22, chiều cao là 1m2, ngang 1m3. Nguyên cái cụm của nó là 40 nha bà con. Gốc cái thân đại diện của nó khoảng 9-10 ha. Cây này có giá là 1,4 triệu, bao gồm phí ship luôn nha. 1,4 triệu ha, cây này là rất là đẹp nha bà con, tàn tròn lớn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tàu lá chung tiếp là cây vàng nha bà con. Cây này là cây 23, chiều cao nó là 90, ngang 95, gốc cây này là 10, cây này có giá là 650.000. Vàng này coi như dạng đột biến vậy đó, nó màu vàng nhưng mà có sọc cam vậy nha bà con. Khi mà nó nở lên thì, thì có lại cái màu khác trong cái bông đó. Cái này có giá là 650.000 nha bà con ha. Này củ đế rất là đẹp nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Này quá nặng rồi. Cây số 24 nha, cao 85, ngang 80, gốc cây này là 12 nha bà con. Cây này có giá là 800.000. Cái này nó vàng nhưng mà khi mà nó càng nở ra nó có làm như là màu hơi hường hường nè bà con. Đây, trong cái bông vàng nó sẽ có cái bông đỏ nên nó lộn theo nha. Đây, không ghép không gì hết. Bông này vàng nhưng mà lại có cái bông đỏ. Tự nhiên ha. Tự nhiên lại có cái bông đỏ trong đó nha, nó xen lẫn vô đó ha. Cây này tàn tròn đẹp nha bà con. Cây này số 24 giá 800.000 bao gồm phí ship luôn ha. Củ đế đầy đủ luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây này là một cốt nha, nhưng mà có cái là vô chậu hơi sâu nha bà con, nó lút nha. Cây này là màu cam. Đó. Nhưng mà nó cam nó cũng hơi sọc sọc vàng vàng nha bà con, màu cũng rất là đẹp ha. Rồi cây này chiều cao 45, ngang 65, gốc cây này là khoảng 78 nha bà con ha. Cây này có giá là 400.000. 400.000 bao gồm phí ship luôn nha. Này một cốt luôn. Nên một cốt nha. Tại vì mình hơi sâu cho nên là nãy mau xuống tới đây là một cốt hết ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 26 là cây tàu lá chung màu đỏ nha bà con. Cây màu đỏ. Cây này là giá 700.000. Cây này là chiều cao của nó là 85, ngang là 75 nha. Gốc cây này là 11 nha. Đó, cái này có giá là 700.000. Màu đỏ nha bà con. Nói chung nó không phải là màu đỏ gặt, nó cũng lai vậy ha, nó cũng sọc sọc, nó cũng hường hường, cũng đỏ vậy đó. Đặc trưng của cái giống này là nó là như vậy nha. Màu cam thì nó có lẫn màu vàng, màu vàng thì có lẫn màu cam, màu đỏ thì nó cũng có hơi vàng vàng trong đó. Rồi cái 26 700.000 ha, số cây ha. Rồi tới cặp dạng phúc nha bà con. Em đọc lại số thổ của em nha, 0907214139 nha, đó là số Zalo luôn ha. Đây dạng phúc em có một cặp giống nhau, mai dạng phúc. Rồi cây số 27, chiều cao của nó là 1m35, ngang 70, gốc này là 20 nha. Cái này có giá là 900.000. Cây này là bó bầu nha, không để nguyên chậu được nha bà con. Dạng tàn thông, bông quanh năm rất là dễ bông, bông màu trắng nha. Đây dạng một cốt hết nha, thuần chậu rễ ra rất là nhiều.
Rồi xuống cây luôn ha. Xích bên kia xíu không? Rồi tới cây 28 nha, cũng là dạng phúc nha bà con, mai dạng phúc ha, giống như cây vừa rồi luôn nha bà con. Thông số nó cũng tương đối giống nhau, cây này là chiều cao của nó là cũng là 1m35, ngang cũng 70 luôn nha. Gốc cây này là 16 nhưng mà cây này nó hơi chấm gốc hơn xíu. Đó. Gốc là 16, cây này cũng có giá là 900.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Buông nha. Rồi tới cây năm màu này nha bà con. Mặc dù là gốc nhỏ nhưng mà cây này tàn đẹp nè, đủ năm màu luôn nè nha. Cây này là màu đỏ nha, Mỹ đỏ, Mỹ đỏ lá lớn nha. Còn đây là cam phá, cam đài lon. Là hai phải không? Đây. Bắt đầu đây là Mỹ cam. Đây là ba. Còn đây là vàng hường. Vàng hường bên này có cái bông vàng hường luôn nha. Cho nó cao quá để sắp xuống xíu đi. Đó, nó chưa có ra bông. Đây, cái này là Mỹ cam á, nguyên vàng này là Mỹ cam. Còn cái này là vàng hường đây bên đây. Rồi, đây bên đây nè. Đây là vàng hường nha bà con. Đây vàng hường nè, Mỹ cam nè, hai cái nó khác nhau rõ ràng nha. Nụ là vàng hường, đây là Mỹ cam, đây là vàng hường. Còn đây là Mỹ đỏ, đây là Mỹ hồng, đây là cam đài lon. Rồi đảm bảo có thông số luôn nha. Rồi chiều cao cái này là 1m1 nha, ngang là 60 ha. Gốc của nó khoảng ngón tay của em nha bà con. Rồi cây này là cũng có giá là 800.000 bao gồm phí ship luôn ha. 800.000. Rồi xuống cây luôn ha, đủ năm màu nha bà con. Rồi trang đỏ lá nhỏ tàn thông nha. Cây 30. Dẹp cái này vô trong kia luôn đi. Rồi cây 30 cao là 1m5 nha. Ngang là 65. Gốc cây này là 12, cây này có giá là 800.000. Bao gồm phí ship luôn nha. Cây 30 giá 800.000. Cái này thì em có một cặp nha bà con, cặp giống nhau. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 31 nha. Cây 31 cao cũng là 1m5 luôn nha, ngang 65, gốc của này là 12. Cây này cũng có giá là 800.000, bao gồm phí ship một cặp giống nhau nha bà con ha. Đỏ lá nhỏ tàn thông ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây hồng phấn nha bà con. Cây hồng phấn này bông rất là nhiều nha. Đang gộ bông, hồng phấn lá quắn nha. Bông từ trên xuống dưới luôn nha bà con. Cây 32, chiều cao 80, ngang là 60 ha. Gốc cây này là 14, cây này có giá là 750.000. Bao gồm phí ship luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi trở lại giấy nha bà con. Trở lại em còn là 4 cây giấy nữa nha. Giấy số 33. Số 33 chiều cao của nó là cây này là 1m3, ngang 80, gốc cây này là 12 nha. Cây này có giá là 1,1 triệu nha bà con. Tàn tròn nha bà con. Màu đủ nhưng mà có cái là bông nó còn búp, nó chưa nở hết ha. Cây 33 giá 1,1 triệu, cái này để nguyên chậu luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 34 và 35 là một cặp nha bà con. Cây này với cây 35 là một cặp. Cây số 34 cao 1m, ngang 80, gốc cây này 11 nha. Cây này có giá là 700.000. Cây này là 6 màu nha, luôn cái màu gốc của nó là 6 màu. Mặc dù là nó chưa có nở gỗ nha. Đây là màu đỏ thái ha. Đây là màu trắng ha. Đây là màu cam ha. Đây là màu hồng ha. Đó, đây là màu vàng nha. Đây là màu vàng ha. Lạnh đủ 5 màu rồi gì. Đây thêm một màu nữa, màu thân của nó, màu gốc của nó, đây màu đỏ thân của nó, màu đỏ đậm hơn xíu, là cây cũng coi như là ra 6 màu. Nha bà con, cái này là giá là 700.000.
700 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Cây này cũng vậy luôn. Cây này là cũng là 6 màu luôn nha. Cao 1m, ngang 75 luôn nha. Gốc cây này là 9 nha. Cây này cũng giá là 700 ngàn luôn ha. Bao gồm phí ship luôn nha bà con. Bông nó bắt đầu búp chưa có nở gỗ ha. Nhưng mà mọc bông là giống nhau như hết nha. Bông thái hoàn toàn ha. Rồi cây 35 700 ngàn. Bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Rồi cây 36 nha bà con. Gốc màu nhưng mà ghép thái 5 màu. Cây này chiều cao của nó là 1m25. Ngang của nó là 90 ha, gốc này là 14 nha bà con. Cây này có giá là 950.000. Đủ 5 màu hết ha, 950.000 nha, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cặp trắng trắng nha bà con. Cặp này là chung một cặp, cặp nó cũng giống nhau. Trắng trắng, cây này chiều cao của nó là cây 37, chiều cao của nó là 80, ngang 65, gốc 8, cây này có giá là 550.000. Màu bông trắng rất là đẹp ha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. À, hàng này mình vô chậu nha bà con, cho nên là này nó bó bầu, cho nên là cái bầu em để nguyên vậy ha, nó mình dỡ lên cho nó dễ. À, cũng là màu trắng luôn nha bà con, trang trắng lá chung. Cây 38 chiều cao của nó là 80, ngang 70, gốc này là 9 nha. Cái này cũng giá là 550.000 luôn nha, 550 bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là cũng là một cốt nha bà con. Đây một cốt hết nha. Rồi mình qua bên kia ha. Rồi. Rồi tới cây số 39 nha bà con, là mỹ đỏ lá lớn ha. Đó cái này em có là 4 cây nha bà con. Còn 4 cây mỹ đỏ lá lớn và 2 cây đỏ nhung nữa là hết clip luôn nha. Rồi cây 39, cây 39 của em là cao 1m4, ngang 1m2, gốc cái này chính, cái này có giá là 550.000. 550 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cái này thật ra nó nhìn nó không đẹp lắm, là lý do có cái là cây nó hơi hết đất ăn rồi nha bà con, cây nó hơi xuống cây rồi. Về mình thay chậu bảo đảm bao sống bà con luôn. Đó là cây nó sẽ tốt lại. Cây này cái tán nó đủ tàn nha bà con, cây rất là lớn nha. Nhưng mà do em không có thời gian để mà chăm sóc thay chậu ha. Cho nên là em bán giá rẻ luôn, 550.000 bao gồm phí ship luôn. Rồi xuống cây ha. Giờ là rễ nó ăn là không còn đất trong này nữa, toàn là rễ không, rễ nó già hết rồi nha bà con. Cây số 40, cao là 1m4, ngang 1m2, gốc cây này chính, cây này cũng giá là 550.000 luôn. Một cốt có thoát thân luôn nha bà con. Nhưng mà có cái là nó không có được sung cây lắm. Nhưng mà được là bà con vẫn thấy là nó vẫn ra bình thường ha. Đó, nhưng mà cái là nó không đẹp lắm thôi. Đây nó vẫn ra, nó vẫn sống khỏe đàng hoàng. Thuần chậu hết ha. Rồi xuống cây ha. Chưa. Em ngoài cái gốc. À. Rồi 550.000 cây 40 nha. À, rồi cây 41 nha. Cây 41 này cũng đồng giá là 550.000 luôn, cao cũng 1m4, ngang 1m2, gốc cây này 10 nha. Rồi 550 luôn nha bà con, cũng là một cốt, cái này nó giống nhau hết ha. Tán tàn nó giống nhau, thoát thân cũng giống nhau luôn ha. Cũng tương đối gần giống nhau hết. Rồi, 550.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi xuống cây ha. Cái này yêu cầu là về mình chỉ là thay phân thôi, bà con nhìn rễ nó ra tới dưới đá chậu luôn. Nó không còn đủ để dinh dưỡng để nuôi mấy cây này nữa, cho nên là cây này nó không có đẹp lắm. À, nhưng mà về mình chịu khó mình thay chậu vô phân thôi là cây bảo đảm sung ra liền. Cây 24, cây này là chiều cao 1m4, ngang 1m2, gốc cây này là 10 ha, cũng là 550.000 luôn. Cái tàn nó rất là lớn nha bà con, tán ngang tới 1m2 lận. Khi mà cây nó tốt và đặt tàn lại, lá nó sum xê lại thì cây này rất là tốt nha. Rồi 550.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây đỏ, cặp đỏ nhung nha bà con. Đỏ nhung là 43. Cây 43. Cây này chiều cao của nó là 1m15, ngang là 1m1, gốc cây này là 9 nha. Cây này cũng có giá là 550.000 luôn nha bà con. Đỏ nhung lá bóng nha. Cây đỏ nhung này nó cũng là không còn dinh dưỡng để ăn nữa, cho nên là cây nó không có được sung lắm nha. Nhưng mà hàng bao, hàng thường chậu, cây rất là về bà con rất là dễ chăm sóc nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 44, cây cuối clip luôn nha bà con. Clip này cây hơi nhiều ha.
cây 44, cây 44 này chiều cao là 1m2, ngang 1m1, gốc này chính, cái này có giá là 550.000 luôn nha bà con. Đỏ nhung lá bóng ha. Mọc cốt có thoát thân nha, hàng thuần chậu hết rồi nha bà con. Rất về bà con rất là dễ nuôi. Rồi cây cũng là cây của clip luôn ha. Và em cũng đọc lại số thoại của em nha, 0907214139, đó là số Zalo luôn nha con. Và em kính chào bà con. Dạ. Này nó giờ xích.